Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi. Trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 101, ngày 17, Gieo gì gặt nấy, gieo gì gặt nấy. Kinh Thánh Ê-xê-chi-ên 36 câu 1 đến câu 7, câu ghi nhớ Ê-xê-chi-ên 36 câu 7. Chúa Giê-hô-va phán: Ta đã thề rằng các nước chung quanh các ngươi cũng sẽ bị sỉ nhục. Đức Giê-hô-va phán: Ta đã thề rằng các nước chung quanh các ngươi cũng sẽ bị sỉ nhục. Chúng ta đọc Kinh Thánh Ê-xê-chi-ên 36 câu 1 đến câu 7. Kinh Thánh Cựu Ước trang 778. Hỡi con người, hãy nói tiên tri về các núi của Israel và rằng: Hỡi các núi của Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì quân thù nghịch có nói về bay rằng: Ê, những gò cao đời xưa thuộc về chúng ta làm sản nghiệp. Vì cớ đó hãy nói tiên tri và rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Thật vì chúng nó đã làm cho bay nên hoang vu và nuốt bay tư bề, đặng bay trở nên sản nghiệp của những kẻ sót lại của các nước, và bay bị miệng kẻ hay nói bàn luận và bị dân sự chê bai. Vì cớ đó, hỡi các núi của Israel, hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Cho các núi và các gò, cho khe suối và đồng trũng, cho nơi đổ nát hoang vu và các thành bị bỏ, đã phó cho những kẻ sót lại của các nước chung quanh bay cướp bóc và nhạo báng. Vì cớ đó Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Thật, trong cơn ghen tương nóng nảy, ta rao lời án nghịch cùng kẻ sót lại của các nước ấy, và cả Ê-đơm là những kẻ đầy lòng vui mừng và ý khinh dễ, định đất của ta cho mình làm kỷ vật, đặng phó nó cho sự cướp bóc. Vậy nên hãy nói tiên tri về đất của Israel, hãy nói với các núi và các gò, khe suối và đồng trũng rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Thật ta phán trong cơn ghen và cơn giận của ta, vì bay đã chịu sự hổ nhục của các nước. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta đã thề rằng các nước chung quanh bay chắc sẽ chịu hổ nhục. Câu ghi nhớ trong câu số 7, nó tô màu câu ghi nhớ nha. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta đã thề rằng các nước chung quanh bay chắc sẽ chịu hổ nhục. Trong phần tìm hiểu, em đánh dấu vào dữ kiện phù hợp với những hành động của các quân thù nghịch đã chống lại Israel, làm cho Israel trở nên hoang vu, hay nói bàn luận chê bai dân Israel, vui mừng và khinh dễ khi thấy Israel bị thất bại. Họ bị Chúa sỉ nhục và họ đã sỉ nhục dân Chúa. Câu này đúng không em? Rồi, đúng luôn. Nhận biết các nước chiếm xứ của Israel và nhạo báng tuyển dân của Đức Chúa Trời, đặc biệt là dân Ê-đơm, sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt vì Đức Chúa Trời yêu thương và bên vực dân thuộc về Ngài. Thực hành: Em không nói xấu, bắt nạt bạn bè và người yếu thế hơn em, vì Chúa là đấng công bình. Em gieo gì thì sẽ gặt nấy. Ở đây có hình ảnh của hai người nông dân ha, gieo hạt, ví dụ như gieo cái bông hoa thì nó sẽ ra cái bông hoa, gieo cái cây rau cây gì đó thì nó sẽ ra cái đó, gieo cái gì nó sẽ ra cái đó, nó mọc lên cái cây đó. Có nghĩa là
dân Edom đó hà hiếp dân của Chúa thì bị Chúa phạt. Cho nên là mình không có bắt nạt, hà hiếp người khác, mình đối xử tốt với người khác thì sẽ được Chúa ban phước cho mình và người khác sẽ đối xử tốt với mình. Xin Chúa giúp em không nói xấu bắt nạt bạn bè vì em phải trả giá cho những việc em làm. Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa. Là đấng công bình, xin Chúa giúp con không nói xấu bắt nạt bạn bè, nhưng đối xử yêu thương mọi người ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa là đấng công bình. Xin Chúa giúp con không nói xấu bắt nạt bạn bè, nhưng đối xử yêu thương mọi người. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.